解，理解。了解，美满，敏感，爽，爽，GQXY là nó sẽ đọc là U là duy duyên. Em thử đọc lại cái này nhé, đọc lại cái phần bảng ngữ âm Bắc Kinh này. Bắc Kinh pa 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 pin pin pu pin pin. Bật hơi đây, pa pu, bật hơi mạnh hơn một chút, lấy cái hơi ở dưới bụng này. Pa pa pu pa 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 pa. Đây này, em để ý này, pa nhẹ nhàng, pa pa lấy nó bay, pa tức nghĩa là mình phải lấy được cái hơi phát lên, bật lên thì nó sẽ là đọc đúng. Pa của pa tôi sợ, của pa tôi sợ, của pa bố tôi. Sự khác biệt ở chỗ mình bật hơi ra thôi. Pa pu pa pay pa pau pan 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 pi 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 pi. Tất cả những cái chữ không yêu cầu bật thì các em cố gắng không cần bật để giữ sức. Còn cái chữ nào, ví dụ như chữ gì cần bật nhỉ? Chữ P này, pờ. Chữ gì nhỉ? Chữ C này, ch. Giang cắn môi kìa, ch. Ch. CH này, uốn lưỡi, ch. Ch. Đến chữ Q này, ch. Ch. Chữ chờ này không cần giang cắn môi cười, cũng không cần uốn lưỡi, chờ nhưng bật hơi. Và chữ K, riêng chữ K này thì nói chung người Trung Quốc đọc nó cũng hơi khó phân biệt, nhưng mà mình cứ cố gắng bật hơi. Khờ, 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 khờ. Miễn là làm cho cái hơi của mình nó ép được ra, đẩy được ra thì là mình nói đúng. Thì chỉ cần để ý cái phần đấy thôi. Mơ, ma, mua. Cái chữ mơ, mơ, ma, mua, mơ. Mai mây mau mau man 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 mi meo 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 men min min mu pha phua phay phao phau pha phua phay phao phan phau 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 phan phân phang phong phu ta tơ tai tây tao tâu tan tan tâm tung tu tua tuê toan tuân tha tha thơ thưa cũng được. Chữ này thường đọc là thưa nhiều hơn là thơ. Tha thưa thai thao thâu than thang thân thung thi theo thiên thiên thình thu thua thuê thoan thuân. Thế bây giờ em thử viết cho chị chữ peo peo thiên bờ nhé. Peo peo bờ mà peo chứ không phải là chữ bằng, không phải là bật hơi lên này. Peo khác này, peo peo. Bảy trinh
Bảy chim. Bảy chim. Ở đây là chữ gì nhỉ? E. Đúng rồi. Bảy chim. Dấu gì? Khi viết xong một chữ phải xác định luôn dấu không mình quên. Chinh. Chinh. Nhìn này. Chinh. Chứ không phải là chinh. 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 Chinh nhẹ nhàng. Em cứ bị nhầm lẫn cái chữ của cái chữ ấy. Chữ Z thì nhẹ nhàng. Quy thì bật hơi. Chinh. 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 Chinh này khác rồi. Chinh này khác rồi. Thế thì em để ý là trong cái bảng ngữ âm Bắc Kinh, chữ Z với chữ C có đi với âm in không nhỉ? Em tra vào cái phần bảng ngữ âm Bắc Kinh. Chữ Z và chữ C hoặc là ZH, CH nó có đi với chữ Y không nhỉ? Không, đi về chữ in thôi. Em phải tra vào cái bảng ngữ âm Bắc Kinh. Đâu rồi nhỉ? Đây này. Đây, chữ C này, chữ Z này em tra xem nó có đi với đuôi in không? In là viết thế nào nhỉ? In. I. I-N. Và I-N-G. Đúng rồi. Thế thì chúng ta thấy là chữ in có đi về chữ Z và chữ C không? Thế thì trong 6 cái chữ chờ đấy, chúng ta loại bỏ theo cái phương pháp này. Trinh đúng không? Mình cứ đọc chữ trinh trước này. Thế thì chữ C không đi được với chữ in này rồi. Không đi được với cái đuôi in này. Z cũng không này. C với Z không đi được thì CH và ZH cũng không đi được. Chỉ còn hai chữ cuối là ZQ. Thế thì chữ này bật hơi thì sẽ là trình, bật hơi sẽ là quy, nhẹ nhàng thì sẽ là gì. Đấy là cách để chúng ta phân biệt các cái chữ chờ này. Trinh. Dấu gì nhỉ? Trinh. 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 Đấy là chính. Chắc lên rồi. Dấu gì? Bảy trinh. Bảy trinh. Ngang. Đúng rồi, Nga. Tức là không dấu của tiếng Việt. Yu in. Yu in. Yu. Dấu gì? Xác định dấu luôn. In là gì? Đúng rồi. Nhớ là in dấu gì đấy nhỉ? In. Hay là in. Hay là in. Hay y. Ngang. Thế thì em phải cố gắng viết dấu ngang và dấu sắc nó phải khác nhau để tránh nhầm lẫn. Sau này mình nhìn lại vở mình không hiểu ấy. Viết dấu ngang thì cứ ngang ngang này. Còn cái dấu kia thì cố gắng check hẳn xuống, check một góc cao mà. Dùy in bèo. 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 B-L. Bèo. Dấu gì? Đấy là chữ A hay chữ E nhỉ? Chữ A. Đúng rồi. Thế thì không những là mình phải đọc được mà mình phải xem lại vài video, mình nghe cái âm thanh đấy và mình viết lại xem có đúng không. Đấy là cách để chúng ta luyện tập cho nó dễ nhất và không phải cứ đọc một lèo là được. Bây giờ em đọc tiếp này. Nãy đến chữ F rồi nhé. Chữ hết chữ T rồi. Đọc tiếp này. Nơi mai mây mau nâu man nân nang nâng nung nu nua luân loan loan ni la 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 liêu len lin liêng len tôi nhỉ li en đây là li en n này li en len 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 lu lu lua lu lua loan loan
trời. Cha 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 chi ư. Đi về nhóm này bắt đầu là đọc là ư. Chơ cha chơ. Cố gắng nhẹ không bật hơi để nó phân biệt rõ với chữ c. Chơ chăng châu chăng 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 chung chăng 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 chung đông đầy chăng 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 chăng. Chắc là biết thừa một chữ. Chung 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 chung. Cha bật hơi lên. Cha đấy, cứ lấy tờ giấy vào. Cha cha. Nói chung là lấy tờ giấy mỏng thì nó mới bay được, nặng quá thì mình cũng không đủ hơi để làm nó bay. Cha cha. Thôi. Cha răng cắn môi cười. Cha cha. Chữ này nó hơi, nó không bật được bay hẳn như là cái chữ p kia. Nó chỉ cần hơi hơi một chút là được. Cha cha. Khác với cha cha, mình tự cảm giác mình có cái hơi bật ra là được, đúng không? Đúng đấy. Chơ chơ hoặc là chưa cũng được. Hai âm chưa. Chi chi không, chi không. Z C S đi về y. Chưa. Tay nhớ chung là gì nhỉ? Z chữ y này đi với Z C Z C S Z H C H S H và R 7 chữ này thì y sẽ đọc là ư. Còn u thì sẽ đọc gọi là uy. Y đi với chữ gì nhỉ? Bốn chữ này, 7 chữ và 4 chữ thay đổi này. Còn lại thì đọc là u và y bình thường. Chưa cha. Sao nó nói không bật? Cha bật thế thôi, tại vì chữ này nó khác với chữ p, nó không thể bay hẳn lên được cái tờ giấy. Trời chào. Cứ răng cắn môi cười. Răng cắn môi cười. Châu chan chân chan chân chung chu chua chơi chuan chuan. Mỗi lần đọc mấy cái chữ bật hơi phải. Nhưng mà người Trung Quốc nó sẽ không đọc quá mạnh bởi vì nó đã thành thói quen rồi, nó nghe nó hiểu được. Nhưng mà mình lúc mới thì nó sẽ phải uốn, nếu không thì cả 6 chữ chờ này nó sẽ không phân biệt được. C Z D Q và C H S H Z H. Tiếp này. Thế em để ý vào đây, chữ xa, chữ gì đi với chữ S C thì nó sẽ không kết hợp với chữ X C. Để ý nhá, có S A thì có X A không nhỉ? Thế thì đấy là cách phân biệt. Chúng ta học thuộc cái bảng âm, đó là cách phân biệt để chúng ta phân biệt được cái chữ S E. Thế có X E không nhỉ? Không có đúng không? S I thì sẽ đọc là sư. Nhưng mà X I sẽ đọc là sư. Đấy là mặc dù có cùng nhau nhưng mà nó lại cách đọc khác nhau này. Tiếp. Sư. Sai. Sư. Và chữ G Q X I này nó hay kết hợp với cái chữ Y ngắn. Nếu em để ý thì nó thường có chữ Y ngắn và U. Còn như mấy cái trên này thì nó không kết hợp với chữ Y đầu tiên. Sai, sai, sao, sâu, san, sân, sang, sông, sung, su, sua, xoay, xoan, sông. Cha. Uốn lưỡi, uốn lưỡi. Cha. Cha, nhẹ nhàng. Cha. 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 À, cái lưỡi này trờ trờ, cái lưỡi mình cong lên trờ để cái âm thanh nó tạo ra sự khác biệt này. Trờ trờ. Và cái khẩu hình môi của mình, cái tạo hình của cái môi nó cũng khác này. Trờ uốn lưỡi này, răng cắn môi cười. Trờ hai cái khác nhau. Trờ trờ. Cha cha. Trờ trờ hoặc là trưa, cả hai cách. Chi chi chai chai. Cứ Z thì nhẹ nhàng, C thì bật hơn. Chào châu chan chân chang chung chung chu chung chung chu chu u a này. Oa
choa, chua, choi, choi, chuan, chun, chun, chuan, chuan. Uốn lưỡi vào bật cha, cha. Uốn lưỡi vào và bật thôi. Cha, 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 cha. Hoặc là ừ, chưa cũng được. Cha, chơ là cái xe mà chưa người ta cũng đọc là cái xe ô tô ấy. Chơ. Chơ, 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 chai, chai. Uốn lưỡi hơn một chút này. Chai. Cái lưỡi mình cong gập lên. Chơ, chơ. Uốn cong vào bên trong. Chơ, chơ, chai. Chơi, chào, châu, chan, sân, cha, trăng, chu, chu, chua, chua. Trung, em đang đọc chính là đâu, đâu. Chờ chứ. Trăng này, đâu, đâu. Trung, chu, chu, chua, chuai, chuan. Chữ này là? Chơi. Trời, đúng rồi, chị viên là thiếu một chữ ở. Trời, choan, chân, choan. Sa, sa, nhẹ nhàng, sa. Sa, sa, si, sa, sa, si. Cái này hay đọc là ưa nhiều hơn, S, ưa. Chữ S và SH đều đọc là ưa nhiều hơn. Sư, sư. Sơn R, 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 r. Đúng rồi, cái lưỡi nó hơi bật rung rung lên. R, r, r. Chữ E này cũng đâu là ưa này. R, khẩn r, rất là nóng r. R, 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 rua, rêu, ruan, ruan, ruan. Nhớ là UAN đi với cái nhóm ZCS, ZHCH, SH và R thì UAN sẽ đọc là oan bình thường. Nhưng mà đi với ZQXY nó sẽ đọc là oan. Và cái chữ UN cũng nữa thế. UN bình thường đọc là UN nhưng mà đi với ZQXY đọc là UIN. Cái chữ R này, mùa. Mùa hè năm ngoái chị dạy một bé học lớp 2 ra. Bé đấy đọc chữ R nghe hay lắm. Mình không đọc được. R, đi ra đi, ra đi. Đấy, rất là nhẹ nhàng mà dùng. Trẻ con nó học nó ấy. Nó rất là chuẩn nhá, không phải đứa nào nó cũng nói được chuẩn thế đâu. Nghe nó, tên bé đấy, nói chung là nó nói được chữ R này hay. Mình nói không hay bằng nó đâu. Ra, anh đi ra đi, ra trường đi, ra trường đi. Nó nói rất là rõ ràng, chuẩn xác. Chị... bình thường như chữ trở nhẹ của tiếng Việt luôn. Chi, chi, chi a này, chia, biết nhau, chia, chiêu, chiên, nhẹ nhàng cố gắng đừng bật hơi chữ này. Chiên, 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 yên, chiên, đừng, chiên, 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 chiên. Chi âm, chi âm, chi âm, chi âm. Yuen, yuen, yuen. Đâu đâu. Chi âm sao đến chữ y rồi. Chờ chứ. Chui, 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 chuen, 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 chuen. Nhớ đi về di quy rất nhiều thứ thay đổi. Chi, chia,
chào ie xia 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 cảm ơn xia xia yu mưa xia xu xiu xian xin xian xin xiu xui yue xui yuan sa xuan 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 ga ga gu gan gai gao gou gan 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 gung gu guo gua 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 guai 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 guan guan guang guang kha khe 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 âm này đọc là kha khe khai khai khao khâu khang khân khang khân khung khu khua khoa khua khoai khuấy khoan khuấy khoan Y cơ thần á. Ừ hứ. Bật hơi lên. Kha. Khư. Ư. Khư. Khư. Kha. Khư. Cái chữ hờ thì chúng ta kéo dài hơn một giây này. Còn chữ ca thì kết thúc luôn. Kha. Khư. Khai. Khây. Kết thúc luôn. Kha khưa khai khay khao khâu khang khân khang khân khung khung khua khoai khuây rất khoát hơn khuây khuây khoang khuân khoang chữ này không có chữ y với đan điền. Nói chung ngày xưa chị học cũng khó nhớ lắm, nhưng mà mình cứ lặp đi lặp lại thì nó nhớ. Nhất là đi dạy rồi thì nhớ hơn. Vì cả ngày chị nghe cái phần đấy thôi thì nó sẽ nhớ nhiều hơn. Thì chỉ có lặp đi lặp lại thì nó sẽ nhớ. W này. Chữ W nó kết hợp được với rất ít từ, chỉ có bằng đấy thôi. Ua, ua, u. Chữ nam lưu này lại đọc là âm câm. U, u, tung u, động vật chẳng hạn. I, giờ, giờ, giờ. Chị cái này chị không biết là miêu tả cái miệng gì. Giờ, giờ, giờ. Cái miệng mình, cái môi, cái răng bên dưới mình đần ra. Giờ, giờ, giờ. Yen, yen, cái này có đổi thành em hay là vẫn a, nói biến thành âm a. Yen, hai chữ này nó không giống nhau này. Yen, yang, yen, chữ này nó khác biệt quá, em có thể viết nhỏ nhỏ bằng bút đỏ vào bên cạnh được. Yao, ye, 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 in, jung. Dầu mí dầu mấy dầu chứ không phải là dầu mấy dầu. Dở dầu mấy dầu. Nói chung là học ngoại ngữ này là phải đau lưỡi, vì cái lưỡi mình nó không quen hoạt động giống như cái ngôn ngữ người ta hay nói. Chung môi vào. Z Q X Y đi về U nào. Duyên duyên. Đây là bài đưa nhé. Hôm trước là em chắc đến phần nào rồi nhỉ? Phần 5. Đổi dấu đây đúng không? Có thêm một cái phần đổi dấu nữa. Đó là khi em thấy người ta đọc là nỉ khảo, nó rất là mệt thì người ta sẽ đổi dấu thành ní khảo.
sử dụng cho gần 98% ai cũng đổi dấu để cho nó đỡ nặng. Người ta không đổi dấu cũng được, nhưng mà đại đa số vẫn là đổi dấu. Thì đây chúng ta sẽ hôm nay sẽ thêm cái phần đổi dấu này. Em nào chữ này lên này. Pen. Pen. P-E-N. Pen. Pen. Không phải là pen. Pen là chữ P thôi. Pen. Tèo. Tèo. Thế thì pen là biến. Ví dụ pen tụng, biến động. Thì người ta gọi là cái dùng cái âm Hán Việt này, nó kết hợp với nhiều từ khác nhau để ra nghĩa mới. Thế nên chúng ta phải học cả cái âm Hán Việt này. Thì ví dụ ở đây hai âm hỏi đi với nhau thì nó để giống thế nào nhỉ? Nghỉ khờ khảo khảo ní ní khảo, đúng rồi, ní khảo ní khảo ní khảo lão 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 truyền thanh lão lão. Cái này là 2% còn lại nó thay đổi lào 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 lào. Bình ơi tối đấy, bật điện lên đi. Con đẩn cái có khi con lấy cái bàn này ngồi cho có ánh sáng tự nhiên này. Con lấy cái bàn này ngồi kéo dài ra một tí. Ánh sáng này nó nhiều nó cũng hoa mắt đấy. Nghĩa là đại đa số là nó sử dụng là đổi dấu thứ nhất, chữ đằng trước thành dấu sắc. Còn 2% đó là thường là những cái trường hợp mà nó hai cái âm này giống nhau thì nó sẽ đổi dấu. Ví dụ khảo khảo, tôn tốt đổi dấu thành khảo khảo hoặc là kháo khảo. Cái trường hợp này có thể có cả hai. Như là các em vừa thấy là bố thì đọc là gì nhỉ? Pa. Nhưng mà chữ đằng sau nó đổi dấu đi thành chữ pa. Mặc dù hai chữ đấy là dấu giống nhau nhưng mà nó đi với nhau, nó đổi dấu đi. Pa pa. Nghĩa là chữ đằng sau nó không quan trọng bằng. Bây giờ em chép cái phần này vào, chỗ nào không hiểu thì bảo nhé.